Hello các bác, đấy thì đây là cơ sở đây thì đang bán hàng tôm cói này. Tôm này thì vì bóc nõn rồi mọi người, đấy thì có người đã lấy rồi đấy. Bây giờ đang xếp lên xe để kéo ra. Đấy, còn đây thì ba bốn cô đang đang nhặt tôm này, mực này, cá bơn này, đấy. Rồi có một ít cá đục nữa nha mọi người. Tôm vằn nhìn trông rất là ngon nha mọi người. Tôm này là tôm vằn nhưng mà tôm sú nhé. Trông nó thì rất là giống một tôm sú nhưng mà nó là tôm vằn. Đấy, tàu giã thì đang còn hàng dưới khoang nha mọi người. Nhưng mà cứ bán hết cái hàng này rồi mới đem hàng khác lên, chứ không đem bày ra hết cả khu này thì người ta không có chỗ để người ta bán hàng. Và sẽ cứ bày từng thứ một. Đi bán nha. Không là ta bán không? Đấy thì nhưng mà nếu mà đi một chuyến mà được những cái hàng mà nó có giá trị ấy, thì còn kiếm được một ít nha các bác, chứ còn không là bây giờ cái dầu mỡ nó lên cao đấy. Dầu mỡ nó lên cao thì nhiều tàu sẽ bị kiểu như là lỗ dầu đấy, thì làm ăn cả một chuyến người ta hy vọng về để bội thu nhưng mà lại lỗ dầu mất thì chán lắm. Mà dầu thì bây giờ rất là cao nha mọi người, dầu lên đến gần 30.000 một lít rồi mọi người. Mà đi tàu giã thì cái chi phí dầu mỡ thì rất là nhiều, vì giã là người ta sẽ phải kéo thường xuyên và máy phải chạy và phải vào tải nữa, thì phải kéo theo một cái kiểu như cái cào ở đằng sau ấy, mọi người, thì nó rất là nặng và nó rất là tốn dầu nha mọi người. Nó rất là tốn dầu nên là chi phí của giã thì rất là cao. Và thường thì giã thì người ta sẽ đánh bắt nhanh chuyến thôi chứ không đi lâu nha mọi người. Cái đi nhặt ra nhặt vào đổ đi nó gãy hết đầu đi. Vẫn nhặt tiếp. Thank you.
Trời, bắt đầu là có những hạt mưa rồi đấy mọi người. Đấy thì chuyến này có hơn 5 cân tôm này thì không được mấy mọi người. Nói chung là phải được cái những hàng này mà nó được nhiều nhiều ấy thì bán nó mới có tiền này. Chứ còn như đây những cái đống cá này thì người ta phân loại ra là cá lợn ấy. Đấy thì nó sẽ không được mấy tiền nữa. Ok các bác nhé.